Ngồi xuống chơi, ngồi xuống chơi. Ngồi xuống. Lớn không? Bà diễn ghê chưa? Đổ, bỏ xuống. Giữ chưa? Té nha. Hay quá. Con nói con gì vậy chay? Con nói con gì vậy? Con mèo. Con chó sói. Con khỉ. Con rùa. Con thỏ. Yeah. Con bé. Con nào con? Con ngấm à. Con chó. Chưa, tôi thấy chơi nhảy dậy chưa? Em thương yêu về B-I-N-G-O and bingo was his name. B-I-N-G-O. Con nói đi. B-I-N-G-O. N-G-O. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Nói đi con. Con nói con gì vậy trời? Con nhìn mẹ với mẹ. Con gì? Nhìn cho chó ăn nè. Con chó ăn nè, ừ đúng rồi. Con chào cô chú chưa? Nãy giờ con chào cô chú chưa? Trời, chào cô chú đi trời. Ê mẹ ơi, ê mẹ. Không, cái đó là D. D. D, đúng rồi. Em D. Yeah. Mẹ. Cái đó là gì mày đâu biết đâu, con làm gì vậy? Con làm mẹ cắt. Ê. Con dạ mẹ ơi. Hả? Con dạ. Con gì á, mẹ đâu biết con làm con gì đâu. Con dạ mẹ ơi. Con gì mẹ ơi. N-G-O and bingo was his name. Oh. Mà còn nãy giờ con có chào cô chú chưa? Chay, con chào cô chú chưa? Mai mẹ ơi, mai mẹ. Ừ đúng rồi, hai. Con chó với lại cái em bé đang giành đồ chơi với nhau, phải không con? I-N-G-O. Con hát sang giùm đi tạc ơi. I love it when you call me. Rồi, dạ. I wish I could pretend. Lại mày ơi, anh ăn. Cái gì? Happy birthday đó, ăn happy birthday đó. Con ăn chung đi, con ăn chung đi. Oh, bacon. Pancake. Toast. Đó, pancake đó. Bacon. Butter toast. Nha, con cần ăn nha. Con. Mà con ăn này không? Con ăn này không? Con ăn cheese hả? Cái này là fresh mozzarella cheese. Ok. Con cảm ơn mẹ. Quanh tay lại, cảm ơn mẹ chưa? Dễ thương mà, dễ thương.
xuống. Rồi để xuống rồi con cầm đi. Đó con làm gì làm đi. Con biết gỡ ra không? Con có muốn mẹ giúp không? Dạ. Con nói mẹ ơi giúp giùm mẹ con. Lạnh. Lạnh quá hả con? Trời lạnh quá để đó ra hả? Wow. Lạnh quá để trán á, trán thường thường nóng đó. Nên trời để dưới, để dưới càm luôn, để dưới càm luôn. Để trán luôn. Ui. Để đâu nữa? Để trên trán để làm gì vậy? Nóng quá hả? Để miệng luôn hả? Wow, để miệng nói nhiều quá đó, để miệng che miệng lại. Ngon không con? Quỳ cái bánh hả đi. Cái gì vậy? À con bỏ lên trán cho mẹ hả? Dạ. Ui da lạnh quá. Ây da lạnh quá. Ây da lạnh quá. Ui da lạnh quá. Ui da. Ui da. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Chị. Ê. Chị. Mẹ ơi lụm giùm con. Ghế nè. Hey, hey, hey. Rồi xuống con, xuống ghế. Get off the table. Xuống ghế. You're gonna break the table, honey. Are you okay? Hot. Hot. Ờ, bà nó hỏi okay. Con có sao? Nó nói không, con nóng rồi. You want me to open it for you? No, you want to warm it up? Okay. Bà hỏi con, ba con có muốn ba mở cho con? Nó nói không, nó nói nó đang nóng để nó dán lên. Xạo dễ sợ xạo. She wants to play with it. Trời ơi này này. Dán miệng luôn. Ui trời, cái miệng nóng quá. Ui trời, trán nóng quá. Mẹ mở chi? Mẹ mở chi hả? Nói ba mở đi con. Hay open. Đó. Ê ê tí 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 tí. She's so shy. Baby, hurry up. She's playing. She's no, she's falling. This is her playing. No. 100% she's playing. Nó nói mẹ mở, còn nó bay qua ba, nó nói daddy open. Daddy, can you open it for you her? You want me to open it? Yes. Please. Yeah. Since you said please. Okay. Ủa, gì không mở hả? Daddy. I won't open it then. Oh, should have left her a piece of sausage to see how she likes it. You want another piece? No. Ăn không, mẹ mở ra nè. Màu mè quá là hẻ quá. Giờ chơi đồ hàng đó. You want me to open it? No, I can't. No, you want to play with it? JD, you want some sausage? No, I want cheese. Nè, con ăn con xúc xích nè, ăn xúc xích nè, quý nè. Xúc xích nè, Italian sausage. You want some? Yeah. Nóng quá. Không có nóng không? Đừng có xạo. Nóng quá nữa chứ. Small, smaller baby. À, cái này giống y như là... Cái này giống y như là bò viên vậy đó. Ăn cái này được, ăn bò viên ngon là ăn cái này được rồi chơi nè. Mỗi bữa ăn quất cây xúc xích đừng có lý lắm. Ngon quá. Daddy, eat it. Sushino. So tasty. Thấy chưa? Mình phải ăn nó mới ăn. Ngon không? Cay đâu cay? Is it spicy? It's sweet. Okay, then daddy eat it then. Yeah. Ngon quá. Đừng có cho chay ăn. Đừng cho chay ăn. Nó không biết, nó không muốn ăn cái nó nói cay. Xạo sự. Her body fits on my hand, la la la. This feel like ooh, la la la. They ain't fall right apart, huh? I love it when you call me. Wow. Con sao? Tasty. What about? Ngon quá đó, tasty. Is it real good? I love it when you call me. Hát đi. Sao bị nhá hàng mà con hát vậy? I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is... Gì? Chơi.
Không phải có hứng là nấu mát đâu. Okay. Hết rồi hả? I love it when you call me. Khó gì? Abita. Abita hả? Oh, she's sweet but a psycho. You gotta sing it. Instead of saying Senorita, say JD Sky. I love it when you call me JJC guy. Just, yeah, you don't have to make it so long. You just say, when no, baby, it's gotta be JD Sky. No. No, I guess you're right. You gotta have that Yeah. I love it when you call me JD Sky. Gì, ăn gì nữa? Mở đi, đó, về nhớ. Mở cookie sao? Nè, cookie nè. Cookie nè nào. Mà con có ăn hết không? Giờ đi ra đây ăn chi đâu hả? Đi ra đây, mẹ mở cho, để lên. Ba mở. Ba mở hả? Trời ơi.